Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của mình. Ở đầu video thì các bạn cũng đã được xem cái whale của cầu Mỹ Thuận 1 và thành phố Vĩnh Long ngay tại sông Tiền. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem những hình ảnh ở tại công trường của cầu Mỹ Thuận 2 trong màn đêm họ đang thi công ra sao và như thế nào nhé. Những hình ảnh mà các bạn đang xem bên dưới lòng sông Tiền cách với cầu Mỹ Thuận 1 khoảng 350 m, đó chính là hai trụ tháp chính, một trụ bên phía bờ của tỉnh Tiền Giang và một trụ bên phía bờ của tỉnh Vĩnh Long. Và các bạn đang xem đây chính là trụ tháp chính bên phía bờ của tỉnh Vĩnh Long. Trụ tháp đang xây dựng đó chính là thuộc gói hầu XL03B. Thì gói hầu XL03B được xây dựng gồm có từ trụ T14 đến T15, T16, T17 và kết cấu phần nhịp chính dây văng. Đây là gói hầu cuối cùng trong hạng mục thi công phần cầu chính Mỹ Thuận 2 có giá trị khoảng 1.321 tỷ đồng. Đây là phần thân trụ đang được xây thi công đến đốt thứ 14 và xây cho đến đỉnh của trụ tháp là đốt thứ 33. Gói hầu XL03B này được xây từ trụ T14 đến trụ T17 có tổng chiều dài 650 m, được triển khai thi công từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Đây là hạng mục khó, đòi hỏi kỹ thuật cao và ảnh hưởng chính đến tiến độ của dự án. Hiện nhà thầu đã triển khai 3K làm ngày đêm thi công thân trụ neo, thân trụ T15, T16, nhịp chính dây văng đạt gần 8%, vượt hơn 3% kế hoạch. Hiện tại thì các anh em công nhân đang thi công phần thanh đà ngang của trụ tháp chính và gói XL03B này được liên danh công ty Trung Nam E và C, công ty Trung Chính, VNCN E và C là các công ty đảm nhận thi công gói hầu XL03B này. Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và hai đường dẫn đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc Nam ở phía đông giai đoạn 2017-2020. Điểm đầu của dự án khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận phía Tiền Giang, điểm cuối khớp nối với dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Chiều dài toàn bộ của dự án cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 6,61 km. Trong đó, phần cầu chính dài 1,9 km, phần đường dẫn cầu dài 4,7 km. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công đầu năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem tiếp cảnh của các anh em kỹ sư và công nhân đang thi công trên công trường tại trụ tháp chính bên phía của bờ tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại thì dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công 3K ngày đêm, xuyên lễ, xuyên chủ nhật, làm 24/24 nha các bạn. Mời các bạn cùng xem tiếp những hình ảnh này. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Những hình ảnh mà các bạn đang xem là các anh em công nhân và kỹ sư đang thi công thân trụ tháp. Đó chính là thanh đà ngang của trụ tháp. Thì kết cấu thân trụ tháp gồm có hai nhánh cột bằng bê tông cốt thép đi lên từ bệ trụ và gặp nhau tại đỉnh tháp với hình dạng kim cương, được tạo thẩm mỹ cho cầu. Mặt cắt ngang cột tháp dạng hình hộp ngũ giác, chiều cao từ bệ tháp lên đến đỉnh tháp là 119,51 m, trong đó chiều cao từ mặt cầu lên đến đỉnh tháp là 88 m. Dầm ngang trụ tháp đỡ, hệ dầm kết cấu phần trên có chiều dài 30 m. Đó là họ đang thi công đó nha các bạn. Đó là hay còn gọi là cái đà thanh ngang đó. Mặt cắt ngang hình chữ nhật có kích thước 5 x 5 m. Kết cấu nhịp là hệ dầm bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, được tổ hợp từ các đốt dầm. Các đốt điển hình dài 10,4 m, chiều cao đốt dầm 2,2 m. Thì video được quay vào tối ngày 14 tháng 6 2022 nha các bạn. Do mình bận công việc nên mình không có edit để up lên liền cho các bạn xem. Thì hiện tại cái thanh đà ngang này đã được đổ bê tông lần thứ 2 rồi nha các bạn. Thì mời các bạn cùng xem tiếp video để xem những hình ảnh các anh em công nhân đang thi công trong màn đêm như thế nào.